Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi tung hành động bất ngờ khi vô địch với Miami, người hâm mộ nể phục nhân cách tuyệt vời. Chỉ trong chưa đầy một tháng, Messi đã đưa Miami từ một câu lạc bộ hạng xoàng tại giải nhà nghề đến chức vô địch League Cup đầy nghẹt thở, qua đó mang về cho mình danh hiệu thứ 44 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, một điều bất ngờ cho toàn thể người hâm mộ bóng đá còn đến ở những phút sau khi trận đấu kết thúc. Trong lễ trao giải, Messi bất ngờ đưa băng đội trưởng của Miami cho hậu vệ DeAndre Yedlin và mời đồng đội cùng nâng League Cup 2023. Trong lúc chờ lên nhận League Cup sáng ngày 20 tháng 8 theo giờ Hà Nội, Messi tháo băng đội trưởng Miami ra khỏi cánh tay, rồi tiến đến gần Yedlin. Siêu sao Argentina đeo băng lên cánh tay của Yedlin. Dù hậu vệ người Mỹ liên tục nói không, sau đó Yedlin mỉm cười rồi đập tay lên vai của đàn anh. Lúc trao giải, Messi cũng gọi Yedlin đến cùng nhau nâng cúp tới vị trí các đồng đội đang chờ trên bục chiến thắng. Hai cầu thủ này cùng nhau nâng danh hiệu rồi toàn đội nhảy múa mừng chiến tích đầu tiên trong lịch sử của Miami. Được biết, Yedlin là hậu vệ phải 30 tuổi, anh từng chơi ngoại hạng Anh cho Tottenham, Sunderland và Newcastle. Anh gia nhập Miami tháng 2 năm 2022 và không lâu sau được trao băng đội trưởng. Nhưng khi Messi gia nhập Miami tháng 7 năm 2023, Yedlin phải nhường lại vai trò thủ quân cho siêu sao 36 tuổi. Miami trong mùa giải thứ 3 tại giải bóng đá đang đứng cuối bảng của Liên đoàn Miền Đông trước khi Messi gia nhập với họ một tháng trước. Nhưng cầu thủ 7 lần giành quả bóng vàng đến và anh nhanh chóng thay đổi hoàn toàn đội bóng, dẫn dắt họ đến với danh hiệu League Cup với thành tích bất bại. Messi đều ghi bàn trong 7 trận, tổng cộng 10 pha lập công cho đội bóng áo hồng. Và vào thứ tư tới, anh còn có nhiệm vụ giúp đội lọt vào một trận chung kết khi Miami gặp Cincinnati trong trận đấu bán kết US Open Cup. Thật thú vị, trận hòa là một kết quả công bằng và trên chấm phạt đền là sự may mắn của nhà vô địch. Trong trường hợp này đang nghiêng về phía chúng tôi, tiền vệ người Tây Ban Nha Sergio Busquets nói sau thành công đến sớm. Tôi rất vui khi giành được danh hiệu đầu tiên chỉ sau một tháng, cũng là danh hiệu đầu tiên của câu lạc bộ. Đội đang phát triển vượt bậc và chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi đã truyền cho đội tinh thần, công việc, tính cách và kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đang tạo nên một đội bóng vững chắc và sau đó chúng tôi có Leo, người tạo ra sự khác biệt vì anh ấy là người giỏi nhất thế giới. Messi hạnh phúc ra mặt với danh hiệu thứ 44 trong sự nghiệp, kỷ lục của bóng đá sau khi thủ môn Drake Callender đẩy được cú sút luân lưu cuối của Elliot Panico. Thủ quân Miami nhảy cẫng lên rồi vung tay hình quạt. Một lúc sau, cầu thủ của Miami tập trung công kênh Messi. Sau lễ trao giải, gia đình và người thân các cầu thủ được mời xuống sân để chia vui. Messi dành thời gian ôm và chụp ảnh với mọi người thân của đồng đội. Chủ tịch David Beckham và vợ Victoria cũng xuống sân ôm chủ nhân của 7 quả bóng vàng. Đồng sở hữu đội bóng Roger Mas cũng đến và hôn lên má của Messi. Sau đó ông Mas nói với phóng viên, Messi đã nghĩ tới trận bán kết Mỹ mở rộng gặp Cincinnati. Cậu ấy chuyên nghiệp như vậy đấy, ông Mas nói. Messi sẽ cùng Miami chơi trận bán kết Mỹ mở rộng 2023 gặp Cincinnati tại Ohio sáng ngày 24 tháng 8 theo giờ Hà Nội. Nếu vào được chung kết, họ sẽ gặp Houston Dynamo hoặc Redland Lakes. Giải đấu này diễn ra từ năm 1914 theo thể thức loại trực tiếp giống cúp FA tại nước Anh. Leo Messi tiết lộ anh rất hạnh phúc khi đã chọn khoác áo Inter Miami. Theo hãng tin CNN, Messi cho biết anh rất hạnh phúc với quyết định ký hợp đồng với Inter Miami sau khi đưa câu lạc bộ giải bóng đá nhà nghề MLS đến gần với chiếc cúp bạc đầu tiên. M10 cho biết rằng anh vẫn đang trong quá trình thích nghi với cuộc sống ở Mỹ khi mới chuyển đến đây được 1 tháng rưỡi. Và cho đến ngày hôm nay, anh hài lòng với quyết định ký hợp đồng với Inter Miami. Tôi đến đây để chơi bóng đá và tiếp tục tận hưởng bóng đá, tình yêu của đời tôi. Và tôi đã chọn nơi này vì tất cả những điều đó, Messi nói với các phóng viên hôm thứ Năm. Tôi rất hài lòng với quyết định của mình và cả cuộc sống hàng ngày ở đây. Tôi và gia đình đang tận hưởng thành phố và những trải nghiệm mới cũng như cách mà mọi người, từ những người dân Miami cho đến người Mỹ nói chung, chào đón chúng tôi ngay từ ngày đầu tiên. Ngôi sao 36 tuổi nhấn mạnh rằng khí hậu ở Florida là điều anh sẽ cần phải thích nghi. Tôi đến đây sau 1 tháng rưỡi nghỉ ngơi, vì vậy ban đầu việc tập luyện hàng ngày là khá cực về độ ẩm và thời cực sự nóng. Thật khó để thích nghi với khí hậu này, nhưng tôi đã nói chuyện với các cầu thủ khác, những người đã cả đời ở đây và họ cũng cần phải chịu đựng cái nóng, Messi nói. Anh cũng dành những lời cảm kích cho câu lạc bộ vì đã giúp đỡ anh trong giai đoạn chuyển tiếp với những việc bên ngoài sân cỏ của anh và gia đình. Thành thật để mà nói, chúng tôi vẫn đang cố gắng thu xếp nơi ăn chốn ở vì chúng tôi mới đến Miami được khoảng 1 tháng. Chúng tôi vẫn chưa có nhà, chưa có một nơi cố định để ở, Messi cho biết. Nhưng cho đến nay mọi chuyện vẫn rất thuận lợi và thoải mái. Chúng tôi tin rằng chúng tôi muốn đến đây, mọi người khiến cho mọi việc rất dễ dàng, từ các thành viên của câu lạc bộ cho đến những người mà tôi gặp mặt hàng ngày ở trên phố. Thành phố thật tuyệt vời, sống ở đây rất dễ chịu và hạnh phúc. Trường học ở đây cũng giúp chúng tôi cảm thấy thoải mái và ổn định trong cuộc sống hàng ngày. Nó dễ dàng hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ, bởi vì trải nghiệm trước đây của chúng tôi khi chuyển từ Barca sang Paris khá phức tạp, nhưng lần này thì lại hoàn toàn khác.
Tiền đạo ngôi sao Neymar được câu lạc bộ Al Hilal ở Ả Rập Xê Út tổ chức lễ ra mắt siêu hoành tráng trên sân King Fahad với hơn 60.000 cổ động viên cuồng nhiệt. Neymar cùng với hai tân binh khác của câu lạc bộ Al Hilal là tiền vệ Malcolm và thủ môn Bono được chào đón trong buổi lễ của ánh sáng và màu sắc. Cả ba được ngàn cổ động viên Ả Rập Xê Út hoan nghênh nhiệt liệt khi xuất hiện. Tuy nhiên, mọi sự tập trung hầu như chỉ đổ dồn về Neymar, ngôi sao nổi tiếng nhất được chuyển nhượng đến PSG với mức giá kỷ lục là hơn 100 triệu đô la. Ngôi sao 31 tuổi người Brazil cũng nhận các ưu đãi như ông Hoàng khi thi đấu tại Ả Rập Xê Út cùng với mức thu nhập tổng cộng hơn 400 triệu cho 2 năm hợp đồng. Tôi rất vui khi nhận thử thách này, tôi đến đây để làm nên lịch sử tại câu lạc bộ lớn nhất Ả Rập Xê Út và giành được nhiều danh hiệu vô địch, Neymar nói với các cổ động viên Al Hilal trong lễ ra mắt. Có nhiều nghi ngờ khi tôi đến Ả Rập Xê Út, tuy nhiên tôi ở đây là để tận hưởng bản thân, tôi ở đây là để hạnh phúc và tôi sẽ làm mọi thứ có thể cho Al Hilal, Neymar nhấn mạnh trong phát biểu trước hàng ngàn người hâm mộ câu lạc bộ Al Hilal. Cùng ra mắt như Neymar, hai cầu thủ là Malcolm và Bono cũng hứa hẹn mang lại nhiều điều tốt nhất cho câu lạc bộ. Trong trận đấu sau đó của câu lạc bộ Al Hilal, thủ môn Bono và Neymar chưa thể ra sân, chỉ có Malcolm đến trước đó ngày 25 tháng 7 được thi đấu. Các ngôi sao gia nhập đội bóng hàng đầu Ả Rập Xê Út này như Ruben Neves và Milinkovic Savic cũng ra sân, trong khi Bailey vắng mặt vì chấn thương. Mặc dù vậy, hy vọng thêm chiến thắng của câu lạc bộ Al Hilal trong ngày ra mắt của Neymar không thành khi để đối thủ Al Fayhah thủ hòa một đều. Tại giải Saudi Pro League, Al Ittihad của Benzema đang dẫn đầu với 2 trận toàn thắng. Al Hilal xếp thứ 5, trong khi câu lạc bộ Al Nassr xếp gần nhóm dứt hạng với 2 trận thua. Tuyển nữ Tây Ban Nha đánh bại Anh 1-0 ở trận chung kết để đăng quang chức vô địch World Cup. Ở trận chung kết, tuyển Anh nhập cuộc tốt hơn và họ cũng là những người tung ra cú sút đầu tiên về phía khung thành của Tây Ban Nha. Nhưng sau đó tuyển nữ Tây Ban Nha lấy lại thế trận, họ đang kiểm soát bóng lên đến gần 60%. Phút thứ 16, tuyển Anh suýt có bàn thắng mở tỷ số, Lauren Ham tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chạm xà ngang khung thành của thủ môn Catalina Kohn của Tây Ban Nha. Một tình huống hết sức đáng tiếc cho đội tuyển Anh. Đến phút 29, Tây Ban Nha có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0, những đường chọc khe của Maria Calente, Olga Carmona thoát xuống tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Marias của Anh ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Sau khi bị thủng lưới, tuyển nữ Anh cố gắng vung lên và tạo được vài cơ hội nguy hiểm ở đầu hiệp 2. Phút 53, từ một tình huống tấn công bên cánh phải, Chloe Kelly căng ngang nguy hiểm cho Lauren Ham lao vào dứt điểm. Đáng tiếc là cú sút ở cự ly gần của chân sút này đã đi ra ngoài. Phút 62, Tây Ban Nha có pha phản công nhanh và Aitama Bomati cùng cú sút từ ngoài vòng cấm khá nguy hiểm. Đáng tiếc là bóng đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Marias. Chỉ một phút sau, Tây Ban Nha lại có pha tấn công nguy hiểm và tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành của tuyển Anh. Bóng đã chạm tay hậu vệ Keirawas trong vòng cấm và trọng tài check VAR trước khi cho Tây Ban Nha được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Jennifer Hermoso đã không thắng được thủ môn Marias. Điều này đã giúp tuyển Anh níu giữ hy vọng. Nhưng đáng tiếc trong những phút còn lại, tuyển Anh không thể có bàn thắng, thậm chí họ còn suýt thua thêm các chân sút Tây Ban Nha không dứt điểm quá tệ. Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 để lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang chức vô địch thế giới.